Is this? Oh my god! Shrek! Ở nghe để tương tác. Oh, hello dear. Chào mừng đến với khách sạn của Shrek. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi có thể đặt căn phòng để ở qua năm đêm được không? Chắc rồi, chúng tôi có một phòng trống ở tầng thứ hai. Ok, ok. Sao Shrek không kiếm cái ghế ngồi? Shrek đứng gì cho mệt vậy? I mean, cửa qua phòng, cửa lên tầng ở đâu vậy? What? Thế là chắc cửa kia rồi. Oh. Oh. What? Donkey? Oh man, now I'm all emotional. Yes sir, tầng thứ hai vào phòng nào của mình? Nope. Is it? Không phải phòng này. Cái phòng này. Ok, chúng ta đi ngủ à. Đi từ cửa toilet. Tôi nghĩ là tôi cần phải đi toilet trước khi tôi đi ngủ. Shrek, toilet ở đâu vậy Shrek ơi? Toilet nằm cái cánh cửa đó, bên trái cánh cửa đầu tiên. Nè. Oh, I see. Sao mà đóng cửa vậy? Ê, cửa. Ai đi vệ sinh mà còn giấy trên đây đây? Ui. Ok. Mình nhìn cái đầu. Em đi bên đâu là nhìn theo bên đó nè. Mình kệ đi, bây giờ mình đi ngủ đi. Nói chung là mình giúp nó thì nó sẽ trả tiền cho mình. Ok, why not? Ok. Phòng đầu tiên. 5 minutes later. Na 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 na. Sập. Xuống lấy tiền. Xuống lụm tiền quá gì ơi. Trời ơi. Bưng ba hộp lên là có tiền liền. Rồi, Shrek rồi. Give me money. No. Tại sao không phải là bây giờ mà phải đợi tới ngày mai mới trả tiền? Mày em chọn á. Có cái đầu ba. Ok. Sleep. What the f. Oh. Chồng quay trở lại, để em quay như thế nào? Không ổn lắm. Tôi thấy một cơn ác mộng vào tối hôm qua. Tôi muốn bạn lấy cây chổi từ căn phòng mà bạn đã đặt những chiếc hộp vào ngày hôm qua và bắt đầu cọ rửa nhà vệ sinh bằng nó. Chổi đây á. Wow. Dọn vệ sinh. À đúng rồi, hôm qua mày chưa trả tiền. Tí nữa là phải trả double. Không có hẹn tới ngày mai nữa. Đúng đúng. Nó nghe nè. Xấu phát. Rồi ok. Shrek. Shrek. 12 seconds later. Bỏ cái chỗ vô kho lại. Mà thằng Shrek đâu nhỉ? Vô lý thế nhỉ? Ok. Rồi, sleep. Shrek đi đâu rồi? Chạy và đừng nhìn về phía sau của bạn. What? Sao phải chạy? What? Something behind? Why đâu? Ủa sao cái hành lang nó dài quá vậy? Chạy và đừng nhìn về phía sau của bạn. Nó đây rồi. Trả tiền em. Anh trai. Giữa đêm rồi mà sao anh còn thức? Cái câu đó ta hỏi mày mới đúng. No. Trời, nó kêu tôi đi ngủ mà nó chưa trả tiền cho tôi. Cưỡng thực. Ngủ qua đêm thứ ba và đây là đêm thứ tư. Oh my. Oh. Để mình nhấp nháy. Oh.
Sau này stress có vẻ căng thẳng quá vậy. Bị táo bón hả? Và ngày hôm nay anh muốn tôi làm gì? Không, ý tôi là bao. Bạn có sợ máu không? Dọn dẹp toilet một lần nữa. Mày thích bố láo không? Tôi trả tiền cho tao xong mà giờ mặt mày căng vậy mày. Cái gì mà hỏi mình có sợ máu không? Là sao? Đây là em bắt đầu phải dọn toilet nữa quý vị. Quá là mệt mỏi. Đèo chớp 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 chớp. Mày thích căng không? Mày thích căng không? Tao dọn cái chổi trong bỏ bây giờ. What the f- Shrek, nó có một cái xác ở trong đây. I mean, xác chết. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mình cần phải chạy ra khỏi đây ngay lắm. Oh my god. Shrek. Oh oh, đêm thứ năm. Quăng mình vô chỗ nào đây? No. No, Shrek đã căng. Để tao đi đi, cái thằng da xanh chết tiệt. Tao sẽ để mày đi nếu như mà mày thắng được cái thử thách này. Thu thập 40 củ hành tây. Nếu không, tôi sẽ biến bạn thành... Good. You have 1 minute. Nó cho mình có 1 phút mình. Fight. Oh, 40 củ hành tây. 40 củ hành tây. I mean... Woo. 1 phút cho 40 củ hành tây. Mình được bao nhiêu rồi trời? 12 seconds later. No. Không đủ thời gian. The f***. Nó sắp đá đứt lên rồi. Shred. Rồi xong. Tôi nghe tiếng gì đó. The f***. Oh. Wow. Wow. Shrek của Saringan. It's okay, it's okay. It's okay. Trời má, trong đây có đúng quả hả? Rồi cắn lưỡi, cắn lưỡi, cắn lưỡi, cắn lưỡi. Có đúng quả trong đây cắn... Rồi xong còn 3 giây. No. Đàn Shrek chuẩn bị tới. Shrek, where are you? Tới gần chưa, nó tới gần chưa. Oh, nó bên đây rồi. Chính quả rồi, chính quả rồi. Hay sao đứng ngồi? No. No. No, đừng cục. No. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Where's another one? 8 quả cuối ở đâu? Ít ra nó chậm hơn mình vẫn chạy được. Nó phải ở đâu đây, nó phải ở đâu đây. Ủa? Tell me where. Somebody. Đây rồi, đây rồi. Ui, 4 cây nữa. Ở đâu nữa, ở đâu nữa. À, hai cái cuối, hai cái cuối. There is, there is. Oh. Ủa ôi. 1 phút là không đủ nha. Render P. Render P. Alright. Yeah.